Trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái trên mọi miền Tổ quốc. Đó. Hôm nay em lên cho anh em con trống nè, trống Vân Hoa ha, Vân Hoa đậu tim ha. Con này thì nó độc lá, độc đáo, tại vì anh em biết con Vân Hoa đỏ thường thường là cái cườm trắng nha. Một số anh em đam mê chim cu là ít chơi cái loại cườm trắng lắm nha, nhưng mà con này Vân Hoa đỏ, Vân Hoa đỏ hồi bữa em cũng có đăng bán con rồi, nó cườm trắng nha. Còn đây là con cườm, cườm nó có đen quá, ngà ngà đó anh em thấy nha. Thì con này thì đã thuần lòng, gáy gù nhiều, em bao với anh em gáy gù trong vòng 2 tuần nha. Nếu anh em không không gáy gù này dòng thổ nha, đó. Nếu mà không gáy gù em bao đổi trả luôn, đó. Với điều kiện anh em nuôi đúng điều kiện đảm bảo nha, kiểu như là mình chăm sóc với một người với tình yêu động vật nha, chứ còn anh em lấy về để anh em nuôi không có chăm sóc bỏ bê thì nó sẽ không gáy gù đâu. Đối với con chim thì nó phải có sự thương yêu của chủ nhân của nó thì nó mới đáp lại bằng những tiếng gáy cho anh em nghe nha. Đó thì em báo giá con này 1 triệu. Đó. Chim này thì đã hơn 1 năm lòng rồi. Đó thì nói thật với anh em là có những cặp chim á là em không có, nó không có đẻ, có nghĩa là ghép với con mái mà nó thời gian đẻ lâu quá thì thôi em tách trống tách mái ra. Đó thì con này lên lòng cũng đã gáy rồi, nên anh em nào có nhu cầu thiện chí thì liên hệ em số điện thoại 0369602545 nha. Giá con này 1 triệu, có Zalo nha em, anh em 0369602545, địa chỉ em ở Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương nha, Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương. Cảm ơn anh em đã xem clip nha, anh em cho em xin một đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển và em có động lực để ra những video tiếp theo cho anh em mình xem nha. Rồi hẹn anh em, hẹn gặp lại anh em nha, bye bye. Dòng thổ lớn tiếng tốt tiếng nha anh em, để cho nó gù lâu xíu. Còn độ đẹp thì khỏi bàn ha, trong clip em đã nói rõ ha. Rồi anh em nào thiện chí thì cứ gọi em nha, rất sẵn sàng chờ máy của anh em gọi cho em 0369 602 545.